Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Video phát hành vào hôm nay là buổi tối thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022. Clip vào tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin phép lên sóng gửi các bác một số cái mẫu loa toàn giải và một số cái âm ni có thể chơi tốt những dòng loa toàn giải. Và hôm nay thì Hoàng Gia sẽ ghép một cái bộ để các bác cùng mời các bác cùng thưởng thức cái chất âm của loa toàn giải. Và hôm nay thì Hoàng Gia sẽ test cái đôi toàn giải của Philips Bass 16 và chiếc âm ni Electrovoy hàng của Mỹ. Con này thì chuyên hai con này thì của Hoàng Gia Đô về trong cái tình trạng thì là hàng bãi nguyên bản và là đối tác của những dòng loa độ nhạy cao và đặc trưng là loa toàn giải các bác nhá. Và hôm nay Hoàng Gia cũng có một vài cái mẫu loa toàn giải chỉ còn có 3 đôi thôi. Hoàng Gia cũng xin phép mà đưa ra một cái mức giá hấp dẫn nhất để gửi đến các bác để chúng ta lựa chọn làm sao cho nó phù hợp các bác nhá. Cảm ơn các bác đang theo dõi clip này. Và trước khi video thì Hoàng Gia cảm ơn các bác đã quan tâm và đang theo dõi clip này. Và bây giờ Hoàng Gia xin mời các bác chúng ta hãy thưởng thức chất âm của cái bộ phối ghép ngày hôm nay. Đó, Hoàng Gia đang phối ghép với con Electrovoy EV1180. Đấy. Size của nó là size 41 các bác nhá. Ghép với cặp loa Philips. Đó, Philips của Phần Lan. Bass 16. Và hôm nay chúng ta xin phép test cho các bác nhá, để chất âm của toàn giải nó như thế nào. Và dòng toàn giải thì các bác nên chơi những dòng nhạc thu âm trước năm 1975 thì rất là hay. Hoặc là nghe những cái bài hát của Chầu Văn. Đấy, Thanh Long rồi Hoài Thanh, Hoài lại Thanh Long ấy, Hoài Thanh ấy, Xuân Hinh ấy. À, ví dụ vậy, hát Chầu Văn thì rất là hay luôn. Và thể hiện cái tiếng nhạc cụ rất là chi tiết và rõ nét. Thì hôm nay Hoàng Gia xin phép được mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm cái chất âm của loa toàn giải. Và bộ phối ghép ngày hôm nay thì đây là một cái bộ phép phối ghép mà Hoàng Gia cực kỳ ưng ý luôn các bác nha. Bởi vì nó thể hiện rất là tốt cái âm sắc, nhất là phần trung âm. Mời bác chúng ta cùng theo dõi nha. Hôm nay Hoàng Gia sẽ test từ đầu cối Tech 4010S, một trong những dòng đầu cối mà Hoàng Gia cũng bán rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và đây là máy chạy băng 7, 2 chiều, 4 trách và là một trong những model trong khuôn khúc khoảng 10 triệu là được nhiều các bác lựa chọn nhất. Dùng lành, bền, ổn định và chất âm rất là tốt. Và mời các bác chúng ta cùng nghe. Thêm khổ mà thôi. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi. Hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Phone.
Ok các bác nha. Và em sẽ kết thúc cái phần test nhạc tại đây. Và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ đi chi tiết một số cái sản phẩm mà hôm nay Hoàng Gia muốn giới thiệu đến các bác. Đầu tiên là Hoàng Gia xin giới thiệu đến các bác đó là đôi loa toàn giải của hãng Dantac Đan Mạch. Đấy, bát 16 phễu. Đấy, bát 16 gần mang giấy gân giấy tẩm dầu. Đấy, Dantac các bác nhá. Con này thì chơi toàn giải thì tiếng rất là hay luôn. À, dòng này thì các bác có thể ghép với một số cái dòng âm đi. Nói chung là loa toàn giải thì các bác nên chơi những dòng một âm đi đèn, hai là âm đi bán dẫn. Tuy nhiên âm đi bán dẫn thì các bác lưu ý là chúng ta tìm những dòng âm đi là có âm sắc thật là tốt các bác nhá, và không cần công suất quá nhiều. Vì bản chất của loa toàn giải Hoàng Gia có nói rồi là cái công suất của nó không tiêu thụ về công suất quá, nên là các bác không cần âm đi quá công suất làm gì. Càng âm đi công suất lớn chơi toàn giải thì nó lại càng không thể hiện được cái chất âm hay của nó. Nên các bác chỉ tìm cho em những cái âm ni nó công suất vừa phải thôi, vài chục watt thôi là các bác phải chơi tốt rồi. Quan trọng nhất là tìm những âm ni nào, ví dụ là âm ni của sân hàng của châu Âu, hàng Mỹ thì càng tốt. Đấy, còn nếu có hàng Nhật thì tìm những hàng Nhật xuất Mỹ thì càng tốt, nhất là những dòng âm ni đài hoặc những âm ni chạy sò sắt hoặc sò than. Nhưng nếu là hàng châu Âu thì là tốt nhất các bác nhé. Con này bát 16, chiều cao của nó là 35 các bác nhé. Mình xin đo lại cho các bác xem chính xác không. Chính xác là 35, đúng rồi, 35. Đấy, đôi này còn ê căng tháo được. Đôi nào tháo được thì Hoàng Gia xin phép tháo chụp quay cho các bác nhé. Còn đôi nào mà không tháo được thì Hoàng Gia cũng xin phép là sẽ không tháo, bởi vì nó là căng liền. Đấy, đôi nào còn rất là đẹp ạ. Đan tắc. Đây có phần treo nhé, các bác có thể treo dọc hoặc treo ngang, người ta bố trí rất là hợp lý rồi. Các bác có thể về ghép với những đài radio cassette cũng được. Vì cái dòng này các bác có thể ghép vào đài hoặc là đầu cối tự hành. Các bác dùng cũng rất là ok luôn các bác nhá. Con này thì Hoàng Gia đang bán với giá là để cho bác giá rất là tốt ngày hôm nay luôn, 2.800.000 đồng các bác nhá. Đôi đan tắc 2.800.000. Đó. Bình thường em bán khoảng hơn 3 triệu. Hôm nay clip sẽ lên cho các bác những cái sản phẩm giá nó sẽ rất là tốt luôn. Con là âm ni EV1180 của Electrovoy hàng Mỹ, chạy điện 120V các bác nhá. Đấy, hồi gỗ nguyên bản hết. Đấy. Ở đây thì Hoàng Gia xin phép được quay đây. Đấy. Đây là phần sau đây. Phần sau thì Hoàng Gia đã đấu thêm cả những cái càng cua này. Chúng ta đấu điện này 120V này, 50W, maximum 120W. À 50W ạ. Đấy. Có các cầu vào của cổng tape. À có hai, một cổng vào thôi các bác nhá. Một cổng AUX và cổng follow dành như đĩa than thôi. Đó. Con này thì FM là nó không hoạt động các bác nhá. Đấy. Các bác lưu ý nhé, FM nó là 108 thật nhưng con này về tình trạng là không hoạt động. Và tất cả các chức năng ví dụ như là các núm nước này là rất là ngon rồi, chỉnh ok hết. Có mỗi cái phần FM mà nó không có tín hiệu thôi, còn lại là ok. Con này Hoàng Gia đang bán với một cái giá cũng hợp lý thôi. Các bác có thể chơi loa toàn giải hoặc là những dòng loa có độ nhạy cao các bác nhé. Lưu ý cho em nhé, có 50W thì chúng ta tìm những đôi loa độ nhạy cao, đặc biệt loa toàn giải, loa đồng trục chúng ta chơi không chơi được, nhưng mà bát to, loa to không chơi được. Và dòng này chơi toàn giải thì thông thường âm đi nó sẽ không có lao lớt. Các bác lưu ý nhá. Nó sẽ không có lao lớt. Và giá thì Hoàng Gia cũng xin báo giá cho các bác cái âm đi này. Hoàng Gia đang bán với giá là 5 triệu đồng. Rất là hợp lý luôn. 5 triệu các bác nhá. Chơi loa toàn giải, chơi loa đồng trục rất là hay luôn. Đó. Tiếp theo Hoàng Gia xin giới thiệu đến một con âm đi của hãng Sansui. Con này thì có vỏ gỗ rất là đẹp luôn, và nó là có model là SSC90. Đài của nó đài 90. FM 90 và AM thì cũng đủ tần số để nghe các đài tiếng nói Việt Nam. Chỉnh bát tép volume 35. Đấy, cũng không có lao lớt. Con này thì chơi toàn giải, chơi đồng trục hoặc là chơi một số cái dòng loa bát 20, 25 đổ về, không cần toàn giải chơi cũng rất là tốt. À, đây là cái dây đấu loa đây, các bác có thể đấu trực tiếp vào đây nha. Có các cổng đầu vào AUX này, follow đĩa than, tape monitor. Đấy. Anten thu AM FM. Con này là size 44. Và nó còn nguyên cả cái vỏ thùng xốp các bác nhá. Nó còn một cái vỏ thùng của nó rất là đẹp ạ. Hoàng Gia đang cất ở trong kho. Đó. Còn vỏ thùng nó chiếc đầy đủ luôn, xốp chiếc đầy đủ nhá. Con này còn rất là đẹp. Con này Hoàng Gia để cho các bác giá là 5 triệu các bác nhá, cũng 5 triệu luôn. À, các bác về ghép vào loa toàn giải hoặc là ghép vào những dòng loa bát 20 25. Đấy, nhất là đầu bằng những cái loa cổ ấy các bác, loa cổ Piolo hoặc Sansui bát 20 25 mà cổ thì càng tốt. Con này chỉ chuyên đặc trưng để chơi nó cổ. Con này chơi bốn sò sắt. Đấy. Size 44 thôi nhá. À, tiếp theo Hoàng Gia xin giới thiệu đến là con đôi loa của Sanyo. Con này thì là toàn giải của Nhật. Đấy.
Con này căng đèn Hoàng Gia không tháo được nhé. Bát của nó cũng khoảng 16 gì đấy. Con này Hoàng Gia để cho các bác giá hợp lý luôn nhé. Giá là đôi này Hoàng Gia để cho các bác giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. 2 triệu các bác nhé. San hiêu. Các bác có thể treo lên tường hoặc để lên bàn tùy, vì nó nhẹ đó các bác nhé. Vì toa toàn giả thì bản thân thì nó cũng cổ nó không phải là cổ quá lớn, thành ra là nó cũng nhẹ. Dây thì nó chỉ còn một đoạn thôi. Đấy, các bác có thể nối thêm nhá. Chiều cao thì Hoàng Gia đo cho các bác luôn này. Chiều cao đây nó là 46. Chiều cao 46, chiều ngang là 26. Đó. 2 triệu các bác nhá. Tiếp theo là Hoàng Gia giới thiệu đến đôi cái đôi này là đôi của Philips, nhớ không nhầm là Philips có hai đôi thì Hoàng Gia bán mất đôi rồi. Nó mất cái tem ở đây rồi, mất cái logo ở đây rồi, nó là Philips. Đấy. Con này là giờ Philips đây, của Phần Lan, made in Phần Lan đấy. Công suất của nó là 10W và trở kháng là 4 ohm. Đấy. Con này để cho các bác giá cũng tốt luôn ạ. Giá đôi này nó là nó Philips các bác nhá. Nó Philips thì thông thường nó chất âm rất là hay, giống như cái đôi Hoàng Gia đang chơi này, nó Philips này. Đôi này để cho các bác giá là 2 triệu để cho bác 2 triệu rưỡi các bác nhá. Giá rất là tốt, 2 triệu rưỡi ạ. Đó, Philips. Đôi này để xem mà. Hoàng Gia đo nó cao bao nhiêu nhá. Chiều cao của em này nó là 38. Chiều cao 38, chiều ngang là 24. Nhá, Philips Phần Lan. Đó. Giá cũng rất là ok đấy. Chung là hôm nay thì Hoàng Gia còn có 3 đôi này thôi. Hoàng Gia cũng gọi là cái giá để cho các bác tốt nhất để lên đường về đến nhà các bác để các bác chơi. Đó, còn bình thường thì Hoàng Gia sẽ thông thường sẽ bán cao hơn một chút. Hôm nay còn có 3 đôi duy nhất. Còn có 3 đôi này thôi thì Hoàng Gia cũng để cho các bác giá để các bác giao lưu, các bác về trải nghiệm cái chất âm của toàn giải nó như thế nào. Và cả những chiếc âm ly này Hoàng Gia cũng để cái giá tốt cho bác rồi. Đấy. Còn những cái âm cái đôi loa Philips này thì Hoàng Gia nói thật Hoàng Gia cũng để chơi thôi, Hoàng Gia không bán, với đôi này nó rất là hay. Và nhiều khi nói là cái mức giá thì nhiều bác sẽ nói rằng nó sao nó đắt thế. Nhưng mà khi các bác nghe rồi thì các bác sẽ biết rằng nó đắt nhưng nó chất nó mới đắt, nó hay nó mới đắt, chứ nó không có chuyện là tiền nó đắt như thế các bạn. Và chỉ những bác nào chơi biết cách chơi cái dòng này và biết cái chất âm của Philips này rồi thì các bác sẽ biết được cái giá trị của nó. Và những đôi này thì Hoàng Gia để trải nghiệm và để chơi thôi, Hoàng Gia không bán bởi những đôi này nó rất là hiếm. À, xin thưa các bác, đây là để chơi để các bác biết rằng là chơi cái đồ này nó có những cái mà nhìn rất đơn giản thôi nhưng mà không nghĩ nó lại đắt như thế và cũng không nghĩ là nó lại hay như thế. Thì chỉ khi mình nghe thì mình mới cảm nhận được nó hay và mình nghe nhiều mình so sánh được thì mình biết là nó tại sao nó lại đắt và nó đắt nó mới hay. Đó, nhiều khi là thế các bác nhá. Và chiếc đầu cối này thì Hoàng Gia cũng báo giá để các bác tham khảo nhá. 4010S này với những con đẹp, chạy hoàn hảo các chức năng, máy hoạt động tốt 2 chiều. Và Hoàng Gia đang bán với giá là để cho bác giá thời điểm hiện tại nghe là Hoàng Gia đang bán với giá là 10 triệu đồng. Và giá 10 triệu là không bao gồm băng và xương băng các bác nhá. Có kèm cho các bác một cái đôi chụp cao su này, một đôi này. Đấy, 10 triệu đồng các bác nhá. Và tất cả sản phẩm trên Hoàng Gia không bao ship các bác nhá. Giá không bao ship. Giá là không bao ship, giá là giá bán tại cửa hàng. À, với những cái sản phẩm loa nhỏ này thì nó không đáng bao nhiêu tiền ship các bác nhá, nó không phải đắt đâu nên các bác hoàn toàn yên tâm. Vâng ạ, và cuối cùng Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Auto theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh ạ. 0975884009, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Vâng, Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip ngày mai nhé.